拿命来！老鬼！别管我，我下去。Trong trailer tập 210 của Đấu La Đại Lục, trận chiến trong tinh đấu đại xâm lâm cuối cùng đã bắt đầu. Quỷ Đấu La cũng sẽ ra đi mãi mãi trong tập này. Bibi Đông dẫn đầu 6 gã phong hào Đấu La, chúng cùng nhau tiến tới tinh đấu đại xâm lâm, săn giết hai đại hồn thú 10 vạn năm. Đúng lúc Bibi Đông sắp thành công, Đường Tam và Tiểu Vũ đã kịp thời xuất hiện, giải cứu hai đại hồn thú Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên. Tuy nhiên, một cuộc đại chiến lớn đã xảy ra. Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng rõ ràng mình đã trúng độc của Bibi Đông, không thể qua khỏi. Điều duy nhất giúp chúng không trở thành hồn hoàn của Bibi Đông là sự giúp đỡ của Đường Tam. Đường Tam sử dụng tinh thần lực kết hợp kỹ năng Xâm La Vạn Tượng đã tìm được hai đại hồn thú, cảm nhận được hơi thở yếu nhược của họ, cảm nhận được hơi thở của Bibi Đông và những tên phong hào Đấu La. Vì lẽ đó, Đường Tam đã dốc hết tốc lực của mình để tới giải cứu họ. Khi Đường Tam vừa xuất hiện, từ màn hình hắn đã lập tức tấn công Bibi Đông bằng kỹ năng của tinh thần lực kết hợp với Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Tuy nhiên đã bị Bibi Đông chú ý, bà ta đang tập trung vào hai đại hồn thú Thái Thản Thiên Thanh. Tinh thần lực của bà đang theo dõi hai đại hồn thú. Nếu so sánh sức mạnh tinh thần lực, Đường Tam không hề thua kém bà. Nếu Bibi Đông phải chịu đòn tấn công tinh thần lực từ Đường Tam, sức mạnh của bà sẽ bị yếu thế một chút. Trong trailer tập này, điểm thú vị nhất mà bao người chờ mong đó là cái chết của Quỷ Đấu La. Đường Tam sử dụng Hải Thần Tam Xoa Kích trực tiếp đâm xuyên người Quỷ Đấu La. Quỷ Đấu La trong các tập trước đã giết hại Tần Minh học trưởng, điều đó làm Đường Tam rất căm tức. Hắn cũng hứa sẽ báo thù cho Tần Minh. Trong tập này, Đường Tam vác Tam Xoa Kích trực tiếp đâm vào Quỷ Đấu La. Sức mạnh của Tam Xoa Kích là sức mạnh của ánh sáng, còn Quỷ Đấu La là sức mạnh của tà ác. Tam Xoa Kích trực tiếp khắc chế Quỷ Đấu La, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Điều đáng nói ở đây, trước khi chết, chúng ta không rõ Quỷ Đấu La đã nói gì với Cúc Hoa Quan. Rốt cuộc, Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La đã sống cùng nhau trong rất nhiều năm, cộng thêm chúng có kỹ năng dung hợp kỹ lưỡng cực lĩnh vực. Quỷ Đấu La chết, có nghĩa kỹ năng này đã bị loại bỏ. Khi Cúc Đấu La thấy Quỷ Đấu La bị đâm chết, hắn cực kỳ phẫn nộ, quỳ gối gào thét, rõ ràng hắn cũng phải chịu cú sốc. Hắn không thể ngờ Quỷ Đấu La chết dễ dàng như vậy. Thậm chí, Bibi Đông cũng không thể giết chết Quỷ Đấu La bằng một lần di chuyển. Sau khi bị Đường Tam giết chết, Bibi Đông rất tức giận. Bà đã sử dụng kỹ năng đầu hồn cốt tấn công Đường Tam. Ở thời điểm này, có thể nói Bibi Đông vô cùng đáng sợ. Hồn hoàn đầu tiên của bà là Tử Vong Chu Hoàng. 9 cái hồn hoàn đã được đính phụ ra. Phệ hồn Chu Hoàng cũng có cho mình 7 cái hồn hoàn. Nếu có thể hấp thụ được 2 cái hồn hoàn của Thái Thản và Thiên Thanh, Bibi Đông đã rất mạnh. Do đó lần này, Bibi Đông đã sử dụng đến vũ hồn chân thân của mình. Sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Vũ hồn của Bibi Đông, các kỹ năng hồn hoàn kèm theo rất mạnh. Bất kỳ kỹ năng huyễn cảnh nào đều cũng thất bại trước bà. Chỉ là tác dụng phụ của việc sử dụng đầu hồn cốt cũng rất lớn, bởi vì nó tiêu tốn rất nhiều hồn lực. Nó tiêu hao 1/3 sức mạnh tinh thần của Bibi Đông. Vì lẽ đó, Bibi Đông rất ít khi sử dụng nó. Lần này, để hạ gục Đường Tam và hai đại hồn thú, Bibi Đông đã phải sử dụng đến kỹ năng này.